Trận Oberhausen với Dortmund diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 19 tháng 7 trong khuôn khổ giao hữu các câu lạc bộ 2023. Sau giai đoạn nghỉ hè, Dortmund đã bắt đầu quá trình chuẩn bị cho mùa bóng 2023 cách đây một tuần bằng trận giao hữu gặp Eintracht Frankfurt, cái tên đến từ giải hạng Nam Đức. Oberhausen đã trải qua 5 trận giao hữu, họ thắng 3, hòa 1 trước những kẻ dưới cơ so với mình. Trận còn lại, tập thể của chiến lược gia Jono quát hứng chịu thất bại 0, hay khi bản thân nằm cửa dưới trước đội hạng 3, Essen. Đồng Dortmund, Oberhausen gần như không thể thoát thua bất chấp có điểm tựa sân nhà. Khi đối diện Dortmund có lần ra sân thứ hai trong loạt giao hữu hè, vật cản trước mặt mang tên Oberhausen đang thi đấu ở hạng 4 Đức. Bởi ngoài sự vượt trội về trình độ, Dortmund còn sở hữu phong độ làm bàn ấn tượng. Tổng kết, trận đấu giữa Oberhausen và Dortmund hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút căng thẳng và hấp dẫn ngay từ tiếng còi khai cuộc. Dự đoán kết quả sẽ là 2-6.